Xin chào các bạn, Hùng Sư Hoàng Phát xin giới thiệu các quý vị các bạn đôi lộc bình mét tư, men dạ đắp nổi, tùng cúc trúc mai, hàng cao cấp Bát Tràng. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đôi lộc bình này đến cho khách hàng anh Nam ở Hải Dương. Anh có một gian thờ cao 1m27, chiều dài 1m53. Đôi lộc bình này rất phù hợp với những ban thờ gia đình nhỏ như vậy hoặc những ban thờ chung cư có hậu gỗ, có cái hậu cảnh xung quanh là cái màu gỗ thì rất là đẹp. Ban thờ có đồ đồng cũng rất là hợp tông màu. Đôi lộc bình tứ quý tùng cúc trúc mai hay còn gọi là tứ cảnh bốn mùa xuân hạ thu đông, với các họa tiết hoa văn chim hoa tùy vào những mùa, các họa tiết viền, họa tiết chữ thọ, họa tiết dây rất là đẹp. Những cái họa tiết hoa văn được đắp nổi vô cùng cầu kỳ, men dạ tinh tế đã làm cho đôi lộc bình có một độ sắc nét, có một độ tính chất thủ công rất là cao, những cái màu sắc phối hợp vô cùng hài hòa. Quý vị có thể xem phần cổ lộc bình với men dạn với các cái họa tiết viền, phần vai cũng có họa tiết hoa tượng trưng cho bốn mùa. Đây là bố cục tổng thể của đôi lộc bình này. Quý vị có thể nhìn thấy là cái chiều cao của đôi lộc bình cao hơn ban thờ khoảng từ 20 đến 30 phân là vô cùng đẹp, vô cùng thích hợp với đôn đế gỗ hương kèm theo. Đôi lộc bình này được vận chuyển đến Hải Dương. Rất mong quý khách hàng có thể đăng ký và xem các video tiếp theo của chúng tôi. Rất cảm ơn quý khách, chúng tôi là Gốm Sứ Hoàng Phát. Mọi nhu cầu về gốm sứ thờ cúng, đồ thờ Bát Tràng, men dạn men làm xin hãy liên hệ với hotline 0918 452 648 để được tư vấn nhanh nhất.